Xin chào ODHD, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, cô anh chị em trên toàn quốc. Hôm nay tiếp tục với video mới, em xin giới thiệu với toàn thể quý vị các bạn, cô anh chị em trên toàn quốc một chiếc Equalizer hàng bãi xịn Hàn Quốc với cái model REQ1502 với thiết kế tổng thể là máy mặt phay nhôm đen rất chi là đẹp và được thiết kế là hai vế chỉnh vế trái và vế phải, mỗi một vế là có 16 cần. Mỗi một vế 16 cần và tổng của Equal là có 32 cần chỉnh, thì trong đó là có hai cần anh chị em, hai cần chỉnh to nhỏ đường tín hiệu vào anh chị em, rất chi là tiện, rất chi là tiện. Và cái thiết kế của Equal này thì được thiết kế là nó có mỗi một bên nó có 15 cần chỉnh âm sắc và một cần chỉnh to nhỏ là 16 cần, thì là chỉnh cái giải tần cực kỳ chi tiết, cực kỳ phù hợp cho tất cả, rất phù hợp cho tất cả cái dòng âm ni và cục đẩy anh chị em nhé. Anh chị em lưu ý là cái quay này nó có giải tần, giải bass, giải bass xuống 25 hẹp và giải chép lên đến 16k anh chị em nhé. Cái giải tần này chỉnh rất chi là hay và rất chi là chi tiết, và khi mà anh em phối ghép đến cả âm ni thì anh chị em tháo cái tay ra, và anh chị em khi mà dùng để phối ghép với cục đẩy thì có thể là dùng cái tai này, hai cái tay này bắt vào hai bên, và cái hai cái bên đầu hồi của Equal nó được thiết kế là sẵn hai lỗ để anh chị em bắt cái tay này, bắt tay vào để lắp vào cái cả cục đẩy để chơi ở các cái phòng hát hoặc là sân khấu tổ chức sự kiện ngoài trời, rất chi là tiện anh chị em nhé, rất chi là tiện. Cái Equal này là tất cả máy rất chi là đẹp và bên trong máy được làm bằng linh kiện rất chi là cao cấp, rất chi là dày đặc luôn. Toàn bộ cái ruột trong máy này thiết kế là toàn bộ linh kiện rất chia cao cấp dày đặc luôn. Nó là linh kiện là toàn bộ là linh kiện của Nhật luôn anh chị em nhé. Hàng này hàng sản xuất ở Hàn Quốc nhưng mà là máy xuất Nhật. Nó toàn bộ linh kiện là của Nhật Bản hết. Toàn bộ rất chi là dễ chỉnh và rất chi là hay. Có hai cái chế độ là cần chỉnh to nhỏ anh chị em để ý này. Đấy, rất chi là hay. Và khi mà tắt mở Equal, tắt mở Equal đi, cái chất âm thay đổi rất chi là rõ nhiều anh chị em nhé. Đây là công tắc tắt mở Equal. Đây em tắt Equal anh chị em để ý này. Đấy, khi tắt Equal đi là cái chất âm nó thay đổi rất chi là nhiều. Và khi bật lên là nó thay đổi lên rất nhiều, rất chi là hay. Bên trái này là công tắc tắt mở Equal, và bên phải này là công tắc tắt mở nguồn anh chị em này. Công tắc power tắt mở nguồn. Và đằng sau của chiếc Equal này là được thiết kế là toàn bộ là cái rắc tín hiệu. Đây anh chị em để ý này. Toàn bộ rắc tín hiệu là rắc 6.0. Rắc chày rắc 6.0 luôn. Rắc này là cũng rất thông dụng trên thị trường. Và điều đặc biệt nữa là đằng sau cái Equal này nó thiết kế thêm hai cái công tắc này ghim chỉnh chế độ tín hiệu anh chị em này. Ghim chế độ tín hiệu, khi mà bấm vào nó ở chín cái chế độ tín hiệu ra nó 10 dB, và khi nhả ra là nó sang 12 dB, là cái chế độ nhả ra này nghe rất hay anh chị em nhé. Toàn bộ máy rất xinh là đẹp, phiên bản từ AZ luôn, và chất âm cực kỳ hay anh chị em, rất chi là dễ phối ghép với cả cái dòng âm ni nghe nhạc hoặc hát karaoke và các cục đẩy. Đây là to nhỏ này. Em giảm các cái bảy cần bát này, thay đổi rất rõ ràng luôn anh chị em nhé. Đây là giảm hết bát này, bảy cần bát này, tăng bát này, ép cũng thế. Anh chị em có nhu cầu sử dụng chiếc cái quay này thì liên hệ trực tiếp với em Trinh Trang Audio SD, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967 697 999 và 0976 757 899. Em nhận ship hàng toàn quốc theo yêu cầu.